Đây là tất tần tật các công thức làm cơm tắm chay của mẹ tôi. Nào là nước mắm tỏi ớt chay, thêm công thức ướp sườn chay. Không những ăn cơm tắm ngon mà có thể ăn với bún hoặc là bánh mì nữa. Rồi bật mí thêm một cái nguyên liệu giúp cho chả cơm tắm lúc nào cũng sẽ thành công. Mà không phải ai cũng chỉ cho bạn biết đâu nha. Đầu tiên để có một cái dĩa cơm tắm chay ngon, một thứ quyết định là cái nước mắm tỏi ớt ăn cùng nó phải ngon. Giờ mẹ tôi sẽ đi nấu nước đường với lại dừa, rồi dặn lại thêm xíu bột ngọt. Tôi biết nhiều người sẽ vô nói là tại sao ăn chay mà có nước mắm. Trời ơi, bây giờ nước mắm chay bán trên thị trường nhiều dữ lắm. Như nhà tôi thì hay dùng nước mắm trái thơm chay của thực phẩm chay Âu Lạc, mở cái chay ra là nghe rõ cái mùi thơm luôn, nên tôi không có bỏ thơm vô nấu cùng với nước mắm. Giờ mọi người khuấy cho đều rồi để nó nguội thiệt là nguội mới cho tỏi ớt vô nha. Nhớ là nêm nếm lại theo khẩu vị cá nhân. Rồi tới lúc mà cho tỏi ớt vô là cũng có người thắc mắc nữa, ăn chay mà sao ăn tỏi ớt? Ủa, thiệt sự ăn chay là không được dùng mấy cái loại này hả mọi người? Chứ đó giờ mẹ tôi nấu đồ chay là tỏi ớt hành lá mẹ tôi dùng láng luôn. Mẹ tôi nói bây giờ nấu cơm tắm nó nhanh gọn lẹ hơn hồi xưa, chạy ù ra ngoài tiệm là người ta bán đầy đủ các nguyên liệu làm cơm tắm luôn. Nhưng hôm nay tôi có sườn non chay nè, đặc biệt là có thêm bì chay nữa nha. Mấy cái nguyên liệu này thì tôi mua ở thực phẩm chay Âu Lạc, ở trên Sài Gòn là có tận 15 tiệm lận á. Mọi người nhìn cái miếng sườn non chay bên đây thấy cũng chất lượng rồi á. Mua về ngâm nước rồi vắt cho khô, đem chiên vàng đều hai mặt làm sườn nướng cơm tắm chay thì tôi thấy mỗi người mỗi cách làm. Riêng cách của mẹ tôi là đơn giản nhất, vì cái ngon nó nằm ở phần nước sốt, phi thơm hành tỏi, sau đó nêm nếm mấy cái nguyên liệu mà tôi để trên màn hình. Còn mà nếu mà thấy nguyên liệu cầu kỳ quá thì tôi thấy bên Âu Lạc có cái sốt ướp thịt nướng này ngon lắm nè. Nhà tôi ăn thì thấy vừa vị. Còn mà ai mà thấy mặn lạ thì cứ nêm nếm thêm. Mọi người cho sườn non đã chiên vô rồi nhanh cái tay lẹ cái chân đảo cho cái phần sốt thấm đều hai mặt. Tôi thấy là ngoài ăn với cơm tắm, mọi người đem dồn với bánh mì hay là ăn với bún cũng đều ngon nha. Xong xuôi hết rồi mình phải làm chả cơm tắm chứ. Nhìn cái ổ chả vàng đều ngon chưa? Tôi thấy công thức của mẹ tôi cũng đơn giản dữ lắm luôn. Chỉ còn 3-4 miếng tàu hũ trắng, thêm nấm mèo với bún tàu đã ngâm nở, rồi nêm nếm vô xíu hạt nêm, đường với bột ngọt. Mẹ tôi cho thêm xíu nước màu dầu điều nữa cho màu chả nó đẹp. Một cái nguyên liệu quan trọng là mọi người nêm giùm tôi thêm 3-4 muỗng bột bắp rồi trộn cho thiệt đều. Bình thường làm chả mặn có hột gà nó giúp kết dính lại. Còn mình ăn chay thì thay bằng bột bắp hen, hắc cỡ 30-40 phút. Sau đó mọi người pha một chén bột bắp, cho thêm 1-2 muỗng dầu điều rồi phết lên cái mặt ở trên cho nó có màu vàng như trứng gà nè. Cuối cùng là bì cơm tắm là tao đã easy game luôn. Khỏi cần trộn bún tàu rồi trần qua nước lạnh. Mua bịch này về rửa sạch để ráo, trộn với thính rồi cho thêm cái sườn non mà xé cái sợi mỏng mỏng vô trộn chung nữa là ăn được rồi á. Bởi vậy ta nói người có kinh nghiệm 30 năm bán cơm tắm mặn làm cơm tắm chay nhìn cũng gì và đầy nọ chứ bộ. Bởi vì cơm tắm cho mỡ hành rồi sườn bì chả đồ lên, chan thêm miếng nước mắm kẹo tỏi ớt nữa. Mẹ tôi mà giờ 30-40 tuổi là tôi mở cái tiệm bán cơm tắm chay cho mẹ tôi bán luôn. Nói chứ giờ chạy ù ra cái cửa hàng chay Âu Lạc nào gần nhà, còn không thì ngồi nhà đặt online cũng được, làm cho nhà mình ăn một cái dĩa cơm tắm siêu to khổng lồ luôn. Vậy đi hen, bye bye.